Xin chào tất cả mọi người ha, lại là TT1985 review đây. Thì video clip hôm nay đó mọi người là ngày 5 tháng 9 nha. TT cũng có ra vài con điện thoại thì mong rằng mọi người xem được con nào á thì mọi người cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại mình để trên đây nè, 0963 595 262 ha mọi người ha. Và mọi người chỉ cần lưu ý hai vấn đề. View clip hôm nay là ngày 5 tháng 9 nha. Đó thì mọi người lưu ý dùm TT và liên hệ trực tiếp với mình qua cái số điện thoại dưới đây 0963 595 262 và đây cũng là số Zalo của TT luôn ha. Thì trên cái view clip TT có những con mình giới thiệu nhanh quá, mọi người có thể nghe không kịp á. Mọi người có thể nghe không kịp á thì mọi người có thể là dừng video clip lại và xem cái dòng chữ ở phía dưới đây. Đó, cái phụ đề dưới đây nè mọi người, cái dòng chữ phía dưới đây TT có ghi phụ đề luôn. Như con này là con số 11 nè, mọi người có thể là nói rõ cho TT. TT ơi, mình muốn mua con điện thoại số 11 nha. Video clip ngày 5 tháng 9 thì TT sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn. Và còn cái cấu hình của con này như thế nào thì mình cũng nói, TT cũng nói rõ cho mọi người nghe rồi. Mà mọi người nghe không kịp thì mọi người cứ ngừng video clip lại và nhìn cái tiêu đề phụ đề ở dưới đây nha. Thì mọi người sẽ nắm được những thông tin cơ bản nhiều hơn. Và máy những con nào thì máy full hết á, máy full hết thì TT sẽ nói ngắn gọn hơn. Còn có những con nào mà máy lỗi mình cũng nói máy lỗi ở trên video clip này luôn ha mọi người ha. Đó, mọi người chỉ cần lưu ý những vấn đề đó thôi. Thì máy thì bao test 7 ngày, máy lỗi đổi trả máy khác, nhận hàng thì mọi người được quyền mở hộp kiểm tra máy, test máy ok hết mới thanh toán ha mọi người ha. Rồi, đây là con số 1 nè. iPhone 6S bản 64GB nha mọi người. Con này bản 64GB máy quốc tế, chỉ bị mất phân tai thôi. Pin thì pin thay mới rồi, bao rẻ luôn, 1.250.000. Ok chưa? 1.250.000. Vỏ viền thì iPhone 6S thì bây giờ iPhone 15 sắp ra rồi mọi người. Ngon, gần 8-9 năm rồi. Đó, vỏ viền thì có phải có chày nha. Đó, nhưng được cái là màn zin, pin là pin thay mới, mất phân tai thôi. Mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, tải TikTok này nọ ngon lành, âm thanh to rõ nha. Nè. Nói chung là mấy con này thì ok hết, không dính tài khoản, không ai lao, máy sạch nha mọi người. Mua về làm máy phụ là bao ngon, 1.250.000 thôi nha. iPhone 6S được cái là 64GB nữa, mua về cho các bé đi học cầm nghe gọi điện này nọ, liên lạc cho bé cũng rất là hay luôn nha. Ngon lành cành đào, có 1.250.000 à. Pin ổn nha mọi người, pin thay mới á. Con số 2 nè, con số 2 là Oppo F5 ha. Oppo F5 RAM 3, bộ nhớ là 32, màn hình là 6 inch nha, Full HD cộng, 950.000 một cây thôi mọi người nha. RAM 3 bộ nhớ 32 mà giá có 950.000 thôi. Chip là chip Helio B23, pin là 3200. Màn hình thì hiển thị cực kỳ đẹp luôn ha, màn hình hiển thị cực đẹp. TikTok, Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon lành cành đào nha mọi người. Đây, con này như TT mới cài đặt cái TikTok. Đó. Đây, vô cho mọi người xem nè. Máy thì ngon lành hết mọi người. Giá có 950.000 một cây à nha. Mua về cho các bé liên lạc hoặc là nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon. Đây, mở lớn lên nè. Đó, thấy chưa, ngon lành cành đào nha mọi người. Đó, thấy chưa. Rồi, 950.000 một cây thôi nha. Oppo F5 số 2. Số 3 nè mọi người. Số 3 là một con Samsung A10s nha. Con này là Samsung A10s, RAM 2 bộ nhớ là 32, 6.2 inch HD cộng, chip là Helio B22, cam là 13 chấm, pin là 4000. Con này để lại cho mọi người 1.150.000 thôi. Vân tay đầy đủ màu xanh rất là đẹp luôn nha. Con này ngoại hình vỏ viền con rất là đẹp, màn cũng hiển thị bao đẹp cho mọi người. Mua về các kiểu nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, nói chung là full hết tất cả các chức năng nha. Cam kiếc chụp hình nét, màn hình hiển thị cực kỳ đẹp nha mọi người. À, màn hiển thị đẹp đó. Samsung A10s con này thì để lại cho mọi người 1.150.000 nha. Rồi con số 3 đúng không, con số 4 nè mọi người. Số 4 là một con Samsung nữa nè. Con này là Samsung A20, RAM 3 bộ nhớ là 32, 6.4 inch HD cộng, chip là Exynos nha, 7884, pin là 4000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh luôn ha. Cam là 13 chấm. Một con này là Samsung A20. Đó, con này thì sẽ để lại cho mọi người giá 1.000.000, A20 để lại cho mọi người giá 1.350.000 nha. 1.350.000, ngoại hình vỏ viền còn đẹp nè. Đó, màn hình hiển thị cực kỳ đẹp luôn mọi người, full hết tất cả nha. Tai xi hỗ trợ sạc nhanh luôn. 1.350.000 thôi, con số 4 nha mọi người. À, con số 5 nè.
Con số 5 là một con, cũng là một con Samsung nữa, mà là Samsung A20s ha. Con này thì màn hình rất là to mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32, 6,5 inch HD cộng. Chip Snapdragon là 450, pin là 4000, tai xi cũng hỗ trợ sạc nhanh ha. Tai xi hỗ trợ sạc nhanh, vỏ viền còn đẹp, ngoại hình cũng còn rất là đẹp. Màn hình nè, con này thì mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, TikTok các kiểu là ngon lành cành đào. Ha, màn hình hiển thị cực kỳ đẹp. Đó, màn to nha mọi người, con này màn bao to, hiển thị đẹp nha. Samsung A02s đang thanh lý cho mọi người, giá là 1.550.000 nha. Con số 5. Rồi tiếp theo con số 6 nè mọi người. Oppo A5s ha. Oppo A5s cho mọi người, vân tay rất là đẹp luôn nè. Đó, vỏ viền cũng rất là đẹp. RAM 3, bộ nhớ là 32, 6,2 inch HD cộng. Chip thì là con này chip Helio B35 nha, chip hơi bị cao. Pin thì là 4230, cam thì là 13 chấm, ngoại hình vỏ viền còn đẹp ha. Màn hình thì hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Đây màn hình giọt nước nha mọi người. Màn hình giọt nước hiển thị bao đẹp, full hết tất cả ha. Nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon, màn hình cực kỳ đẹp ha. Vỏ viền còn rất là đẹp nha. Con này đang thanh lý cho mọi người là 1.350.000 thôi nha mọi người. Oppo A5s ha. Rồi tiếp theo nè, con số 7 nè. Con số 7 là một con Samsung A7 đời 2018. Con này là bản RAM 6 nha. RAM 6 bộ nhớ lên đến 128, 6 inch full HD cộng. Chip con này là chip Exynos 7885, cam là 24 chấm, pin là 3300, giá là 1.630 ha. Đây, vỏ viền còn đẹp, ngoại hình còn đẹp nha mọi người. Vỏ viền ngoại hình bao đẹp cho mọi người, màn hình màn zin nha. Màn zin cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Đó, RAM 6 bộ nhớ lên đến 128 lận. Đang thanh lý cho mọi người giá có 1.650 thôi nha mọi người. 1.650.000 ha. Samsung A7 đời 2018. RAM 6 bộ nhớ 128 hơi bị cao á. Rồi tiếp theo con số 8 là mọi người, là một con Sony Xperia XZ3 nha mọi người. Ha, Sony Xperia XZ3, RAM 4 bộ nhớ là 64. Chip nắp bao ngon luôn mọi người, chip nắp Dragon là đầu 8845, cam là 13 chấm. Con này mua về chiến game thì bao ngon nha mọi người. Chip rồng, chip nắp Dragon tới đầu 8 lần 845 chiến game là bao ngon. Pin là 3300. Vỏ viền còn rất là đẹp, màn hình thì cực kỳ đẹp luôn mọi người. Con này màn hình nè, màn hình OLED nha. Màn hình OLED cực kỳ đẹp. Đó, nha. Full hết tất cả luôn. Con này thì mọi người lấy á, thì để lại cho mọi người giá là 1.750. Ở màn cực đẹp, không ám ố gì nha. Màn hình hơi bị đẹp, không một cái ám ố, không một vết. Lướt bao mượt nha. Cực kỳ đẹp. Đó, thấy chưa? Màn OLED mà. Rồi con này thì để lại cho mọi người giá chỉ có 1.750.000 thôi. Ha. 1.750.000. Con này là xài được một sim nha mọi người. Xài được một sim thôi. Pin là 3300 ha. Số 7, số 8 chứ. Con này là số 8, con Sony XZ3 là số 8. Rồi số 9 nè mọi người. Số 9 là Oppo F7 ha. Có hai màu, màu đen nè mọi người, màu đen đen ha và màu đỏ. Mọi người thích lấy màu nào thì lấy. RAM 4 nha. RAM 4 bộ nhớ là 64, 6,23 inch full HD cộng. Chip là chip Helio B60. Ha. Pin là 3400. Con này thì mọi người lấy thì để lại cho mọi người giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 tặng đầy đủ phụ kiện ốp lưng cường lực và một bộ sạc nha. Oppo F7, RAM 4 bộ nhớ 64. Đó, màn hình vỏ viền bao đẹp nha, 98.99%. Màn hình cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Máy full zin tới hết tất cả nha mọi người. Màn zin men zin ha, Oppo F7. RAM 4 64 giá là 1.400.000 cho mọi người xài ha. Số 9. Rồi số 10 nè. Số 10 là Vivo. Vivo i95. RAM 6 bộ nhớ lên đến 128 ha, RAM 6 bộ nhớ lên đến 128, 6,22 inch HD cộng. Chip Snapdragon là 439, pin là 4030, cam là 13 chấm. Mọi người lấy thì để lại cho mọi người 1.450.000 ha. Con này thì màu xanh chuyển sang màu tím rất là đẹp luôn. Còn cái màu đỏ là mọi người, đỏ chuyển sang màu hồng. Con này thì TT quên mở nguồn rồi. Đó, RAM 6 lận, RAM 6 bộ nhớ lên đến 128 lận. Con này chắc hết pin, TT quên mở nguồn, quên cắm sạc hay sao rồi. Đó, mọi người lấy con màu nào cũng được, như nhau thôi, ngoại hình thì như nhau ha. Con này mở sẵn đây nè, pin đầy mở sẵn đây nè. Đó, màn hình hiển thị cực đẹp. RAM 6 bộ nhớ 128 luôn. Con này thì để lại cho mọi người 1.450.000 nha. Đó, con số 10. Số 11 là mọi người.
Xin mời ngoài là con Redmi C9C ha. Redmi 9C RAM 4 bộ nhớ lên đến 128 6,53 inch. Đây, 6,53 inch nha. Con này thì chip là Helio G35. Đó, chip là Helio G35. Pin thì rất là trâu luôn, pin con này tới 5000 á mọi người. Pin con này 5000 ha. Giá là 1,6 triệu thôi. Mọi người lấy thì để cho mọi người con này giá là 1,6 triệu mọi người xài. Màn zin hiển thị cực kỳ đẹp luôn nè. Đó. Ha, full hết tất cả nha. Rồi, con này thì hiện tại thanh lý cho mọi người giá là chỉ có 1,6 triệu thôi. Số 11 ha. Số 12. Xiaomi Redmi Note 8. Đây, Redmi Note 8 con này thì là bản RAM 4, bộ nhớ lên đến 128 6,3 inch HD cộng. Chip Snapdragon là đầu 6 nha, 665. Màn hình thì hiển thị đẹp. Đây, qua con này mình quên mở nguồn hay sao rồi nè mọi người. Con này thì đây, lên này nè. Redmi Note 8 bản RAM 4 nha. Con này là bản RAM 4, bộ nhớ lên đến 128. Chip Snapdragon là 665, cam là 48 chấm. Mọi người lấy con này thì để lại cho mọi người giá là 1,8 triệu nha. Con này lấy thì để lại cho mọi người giá 1,8 triệu. Tai si hỗ trợ sạc nhanh. Con này thì liên quân, PUBG hay là Free Fire là ok nè nha. Ngoại hình đẹp, vỏ viền còn đẹp, màn hình hiển thị ok, ngon lành cành đạp. Đây, đó. Full nha mọi người. Ok chưa? Ha. Do mình nét này nè. Do máy quay phim của mình á, con điện thoại quay phim của mình á, nó không có lấy nét được. Ok nha mọi người. Rồi. Redmi Note 8 giá là 1,8 triệu nha, bản RAM 4, bộ nhớ lên đến 128. Số 12. Số 13 nè mọi người. Số 13 là một con Samsung J7 Pro. À, Samsung J7 Pro RAM 3, bộ nhớ là 32, chip là Exynos 7880, pin là 3600. Mọi người lấy con này thì để lại cho mọi người 1 triệu thôi. Vỏ có chày, có phẩy nha mọi người, vỏ zin nè, có nhăm nhăm nè. Để lại cho mọi người giá 1 triệu thôi. Samsung J7 Pro. Màn hình hiển thị đẹp nha. Màn full hết tất cả, hiển thị rất là đẹp. Đó, mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube top các kiểu là ngon lành cành đạp. Số 13. Và đây cũng là số 13 luôn ha. Samsung A02 RAM 3, bộ nhớ là 32, 6,5 inch HD cộng. Con này là chip nha mọi người, chip là chip MT6739, xài được 4G ha. Pin 5000 bao trâu nha. Pin con này là 5000 bao trâu, giá có 1 triệu chẳng thôi ha. 1 triệu chẳng thôi mọi người. Con này thì màn hình nó có bị phản quang nhẹ nè. Đây mọi người chờ tí xíu. Đây chỉnh cái độ sáng sáng lên cho mọi người dễ nhìn. Đó. Nè, cái nền trắng mọi người thấy có phản quang đốm đốm trắng trắng không? Ha. Không sao hết, màn zin nó vậy thôi nha. Màn zin nó vậy thôi, nó có một cái đốm trắng. Đó nè, giống như ngôi sao vậy mọi người. Ha, trắng nè, nhưng mà rồi thôi bây giờ vậy đi, để con này giá rẻ cho mọi người luôn, 900. Nha, 900 về xài bao mượt, pin cực kỳ trâu luôn. Mua về cho các bé cầm theo, các bé đi học mình gọi điện, mình liên lạc với các bé cũng rất là ok luôn. Pin cực trâu 5000 ha. Nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok bao ngon. Số 13. Rồi số 14 nè mọi người. Số 14 là Samsung Oppo chứ. Con này là Oppo A03s ha. Đó, có hai màu nha mọi người. Màu đỏ với màu đen. Oppo A, con này là Oppo A3s chứ nha, nhưng mà bản là bản RAM 2 bộ nhớ 16 thôi, có hai màu. Cái dòng này thì mình có hai bản, bản này là bản RAM 2 bộ nhớ 16 nha mọi người, và có một bản là bản RAM 6 bộ nhớ 128 nha. Bản RAM 6 bộ nhớ 128 thì mình còn hai màu, màu xanh và màu đen. Đó, mọi người thích lấy màu nào thì lấy ha. Bản RAM 6 bộ nhớ 128 đó, pin thì là 4500 nha. Pin của nó là 4230. Màn hình to 6,2 inch, chip Snapdragon là 450. Đó, thì cái bản RAM 2 bộ nhớ 16 á, thì mình sẽ để lại cho mọi người giá chỉ có 950 một cây thôi nha. 950 một cây. Đó, còn cái bản mà RAM 6 bộ nhớ 128 á, cái bản mà RAM 6 bộ nhớ 128 thì mọi người lấy thì để lại cho mọi người là 1,350 ha. 1,350 tặng đầy đủ phụ kiện nha, ốp lưng cường lực và bộ sạc. Màn hình thì đẹp như nhau nha mọi người. Màn hình thì đẹp như nhau. Đây, màn hình cực kỳ đẹp luôn. Mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, TikTok top là ngon lành. Máy đẹp nha, ngoại hình đẹp, vỏ viền còn đẹp ha. Rồi, RAM 6 bộ nhớ 128 là 1,350. Số 14. Ở số 15 là mọi người. Số 15 là một con Oppo F9. Oppo F9 RAM 4 bộ nhớ 64 ha. 6,3 inch full HD cộng, chip là Helio B60, pin là 3500, cam là 16 chấm. Con này thì để lại cho mọi người là 1,650
nhá, 1.650.000. Và con này quên mở nguồn luôn, F9 mình TT cũng quên mở nguồn. Đó, có mấy con nhiều khi test máy xong cắm sạc xong mày để nó sợ nó này kia nên mình tắt nguồn đó mọi người. Đây, màn hình nè, mọi người thấy hiện chị Oppo bao nét nha. Đó, chụp hình cực kỳ ngon. Để lại cho mọi người con này là 1.600.000 thôi, Oppo F9. À, số 15, Oppo F9 giá là 1.600.000. Rồi số 16 nè. Số 16 là Realme. Đây. Đó, Realme 5i nha mọi người. Màn hình cực kỳ đẹp luôn. Realme 5i, con này thì bản của nó là bản RAM 3 thôi. RAM 3, bộ nhớ là 32 ha. Màn hình cực kỳ to luôn nè, mọi người thấy không? Mà như nhau thôi, con này cái mình TT đổi cái hình nền á. Con này màn hình cũng cực kỳ đẹp nè, như nhau ha. Máy đẹp thì như nhau. Đó, được cái là chip ROG, chip Snapdragon là 665. Màn hình cực kỳ to luôn, 6,52 inch và pin của nó, cục pin của nó lên đến 5.000 lần, dung lượng pin lên đến 5.000 lần. Đang thanh lý cho mọi người giá chỉ có 1.550.000 thôi ha. 1.550.000 Realme 5i nha mọi người. Máy cực, nói chung là máy này mua về cho các bé học online này nó cũng cực kỳ ngon luôn. Số 16. Số 17 nè. Số 17 là một con Samsung A02s ha. Samsung A02s RAM 464, 6,5 inch HD cộng. Chip Snapdragon là 450, pin thì là 5.000, sạc nhanh ở chế độ là 15W, giá con 1.700.000 thôi nha. Vỏ viền còn đẹp, ngoại hình còn đẹp nha mọi người, màn hình thì hiển thị ok hết, full hết tất cả. Giá 1.700.000 Samsung A02s. Đây, mình để cái chế độ sáng lên nè. Đó, ngon lành cành đào nha. Cái này là cái hình nền, màn hình rất là đẹp luôn. Đây, không một phản quang, không một gì hết nha mọi người. Màn hình bao đẹp, tay si sạc nhanh. 1.700.000 thôi, Samsung A02s ha. Rồi số 18 nè, 18 thì mình có hai màu là Samsung A51. Đó, có hai màu, màu xanh, màu đen và màu xanh ngọc. Đó, ngoại hình vỏ viền thì như nhau thôi, đều là bản RAM 6, bộ nhớ 128, chip là chip Exynos 9611, cam là 48 chấm, pin là 4000, tai si hỗ trợ sạc nhanh lên đến 15W. Máy qua sử dụng thì có phải có chày, viền vứt thì vỏ zin, màn zin thì có phải có chày nha mọi người ha. Viền thì có phải có chày nhưng mà cái là màn zin, men zin bao cho anh em xài. Đó, màn cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, có hai màu, anh em thích lấy màu nào thì lấy, như nhau thôi nha, chỉ khác đúng cái màu. Samsung A51 nha mọi người ha. Cam chụp bao nét full hết tất cả, 2.600.000 một cây. Đó, có hai màu, mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Samsung A51 ha. Số 18, số 19 nè. Số 19 là một con Redmi Note 10 Pro, RAM 6 cộng 2, bộ nhớ lên đến 128. Màn hình to nha, con này màn hình tới 6,67 inch, màn AMOLED, chip Snapdragon là 732, cam là 108 chấm. Sạc nhanh tới chế độ là 33W. Đó. Con này thì pin là 5000, viên pin của nó rất là trâu, tới 5020 lần mọi người. 3.400.000 nha. 3.400.000 cho mọi người xài Redmi Note 10 Pro. Ở số 20 nè. Mấy con này thật sự luôn, anh em mua về chiến game bao ngon nha, sạc nhanh. Máy con này là còn bảo hành đúng mọi người. Đây, màn hình cực kỳ đẹp nha. Con này màn hình cực kỳ đẹp, máy zin mà full hết tất cả luôn. Đó. Nhìn như này biết như thế nào rồi ha. Cực phẩm luôn đó mọi người. Bao rẻ, 3.400.000 tặng đầy đủ phụ kiện nha. 20 là Samsung A71 nè. RAM 8, bộ nhớ lên đến 128. Đó. 6,7 inch, màn hình là Super AMOLED, chip Snapdragon là 730, pin là 4500, cam là 64 chấm, RAM 828 nha. Vỏ viền thì vỏ zin, đã qua sử dụng thì có phải có chày cho mọi người. Đó, tay si hỗ trợ sạc nhanh. Màn hình nè, màn hình thì đục lỗ hiển thị rất là đẹp, màn zin ha. Màn zin hiển thị cực kỳ đẹp nha. Full hết tất cả. Đây. Đây thông tin máy nè, Samsung A71. Đó. Ok nha mọi người. Do cái máy quay phim của mình thì chán quá, bữa nào phải đổi máy khác. Rồi, con này thì để lại cho mọi người 3.400.000 luôn, Samsung A71 3.400.000. Tiếp theo nè, Samsung S20 Ultra nè, mình có hai cây, hai còn hai màu nè. Màu này là màu đen, màu này là màu xám đúng không? Samsung S20 Ultra bản 5G, xài được 2 SIM, RAM 2, bộ nhớ lên đến 128, 6,9 inch nha. Màn hình là Diamond AMOLED. Đây, màn hình cực đẹp luôn. À, chip là chip Exynos 990, cam là 108 chấm, viên pin thì lên đến 5000 nha.
xử lý màn hình lên đến 120Hz, máy cực kỳ đẹp luôn. Đây. Có hai màu, anh em thích lấy màu nào thì lấy. Vân tay ở trên màn hình luôn nha mọi người. Con này đây. Đẹp chưa? Máy zin full hết tất cả, đẹp tầm khoảng 98-99% nha. Tặng đầy đủ phụ kiện, đang thanh lý cho mọi người giá là 6,7 triệu một cây nha. Vỏ viền ngoại hình còn cực kỳ đẹp. Đây. Đó. Ngon lành cành đào nha mọi người. Rồi 6,7 triệu một cây. Samsung S20 Ultra bản 5G nha. Số 21. Rồi số 22 nè. Số 22 là LG. Đây. LG Velvet bản 5G, RAM 8, bộ nhớ lên đến 128. Con này là mình TT có dán cái keo á mọi người. Dán cái keo lưng rồi nên mọi người nhìn rất là đẹp nè, thấy không? À, RAM 8, bộ nhớ 128, 6,8 inch, màn hình rất là đẹp luôn. OLED đó mọi người, màn hình OLED Full HD cộng. Chip thì chip Snapdragon là 765 nha. Bản con này là bản 5G, pin là 4300, cam là 48 chấm. Đang thanh lý cho mọi người là 3,6 triệu. Màn hình cực kỳ đẹp luôn nè. À, vân tay trên, còn vân tay con này là trên màn hình luôn nha. Đây còn như con này TT có cài vân tay trên màn hình rồi. Ha. Đó. Nhận dạng khuôn mặt đầy đủ hết nha mọi người. Máy cực kỳ đẹp, thấy chưa? Có hai màu cho mọi người lựa chọn. Màn hình cong nè. Đó. Máy đẹp tầm khoảng 98-99 phần cong. 88-89 phần trăm. Đó. Đây, đẹp chưa? Máy này cam ký chụp ngon lành cành đào. Cái này mọi người lấy thì TT sẽ bỏ cái mật khẩu màn hình ra nha. Đây cam nè. Đây mọi người kịp nhìn một cây thôi. Đó. Cam nét chưa? Full hết tất cả nha. Đó là cam sao. Cam sao phi nè mọi người. Đó. Ok ha, bao nét. Rồi, con LG Velvet này đang thanh lý cho mọi người là 3,6 triệu một cây ha. 3,6 triệu thôi, bản RAM 8 bộ nhớ 128 hơi bị ngon á. Rồi số 22, số 23 nè mọi người. 23 là Redmi K30 bản 5G nha. Con này là bản 5G luôn. RAM 4 bộ nhớ là 64, 6,7 inch Full HD cộng. Chip Snapdragon là 768, pin là 4500, cam là 64 chấm. Tai xi hỗ trợ sạc nhanh. Con này ngoại hình vỏ viền còn rất là đẹp. Đang thanh lý cho mọi người 2,6 triệu một cây nha. Màn hình nè. Màn hình hiển thị đẹp rất là đẹp nha, full hết tất cả. Mấy cái dòng này K30 mà anh em mua về chiến game thì quá ngon rồi. Rồi, Redmi K30 bản 5G nha. Bản 5G, chip nắp lại cao nữa. 2,6 triệu cho mọi người xài thôi. Số 23. Tiếp theo là số 24 nè mọi người. Số 24 là một con Samsung S10 ha. Samsung S10 RAM bản 5G. Con này là bản 5G bản Mỹ nha. Con này là cũng là bản Mỹ luôn ha. RAM 8, bộ nhớ 128, 6,1 inch. Chip là chip, con này là chip chip Snapdragon nha, 855. Pin là 3400, cam là 12 chấm. 3,7 triệu một cây, màn hình nè. Ha. Màn zin hiển thị cực kỳ đẹp luôn mọi người, full hết tất cả. Đây, mình chỉnh cái độ sáng lên cho mọi người nhìn. Ngon lành nha. Màn hình cong nè. Đây màn hình cong. Con này có dán kính cường lực rồi nè mọi người. Con này thì có dán kính cường lực cong cho mọi người luôn rồi nha. Đó, full hết tất cả. 3,7 triệu một cây nha. Samsung S10 bản 5G bản Mỹ, RAM 828, chip Snapdragon á. 25 là Samsung A22 bản 5G ha. Samsung A22 bản 5G, RAM 4, bộ nhớ lên đến 128, 6,6 inch Full HD cộng. Chip con này là chip Dimensity á mọi người, Dimensity 700. Đây, vỏ viền còn đẹp, màn hình này. Đó, ngon lành cành đào nha. Pin là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 15W. Màn zin vỏ zin men zin. Đây, màn hình thì hiển thị cực kỳ đẹp luôn ha. Tai xi sạc nhanh nha. Con này thì mọi người lấy thì để lại cho mọi người giá 2,7 triệu. Samsung A22 bản 5G giá 2,7 triệu nha, máy đẹp keng ha. Số 26 A21 A lộn S chứ. Samsung S21 bản 5G, con này cũng là bản Mỹ nha. RAM 8, bộ nhớ 128, 6,2 inch. Màn hình là Diamond AMOLED Full HD cộng. RAM 8, bộ nhớ 128. Chip Snapdragon là đầu 8 nha mọi người, 888. À, pin là 4000 ha. À, pin là 4000, giá là 5,6 triệu cho mọi người xài. Đây. Giá là 5,6 triệu nha. Đây, ngon lành cành đào. Màn hình hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Máy full hết tất cả ha. Tai xi hỗ trợ sạc nhanh, máy đẹp tầm khoảng 98-99% nha mọi người. Con này máy đẹp tầm khoảng 99%. Rồi. Đang thanh lý cho mọi người là 5,6 triệu nha, số 26. Rồi số 27 nè.
Số 27 là Samsung A20, RAM 3, bộ nhớ là 32, 6,4 inch HD cộng, chip là chip Exynos nha, 7884, pin là 4000, tay si hỗ trợ sạc nhanh, ngoại hình vỏ viền còn đẹp. À, con này thì ngoại hình vỏ viền còn đẹp, màn hình cũng hiển thị rất là đẹp nè. À, rồi, con này thì mọi người lấy thì để lại cho mọi người giá 1 triệu Samsung A20. Con này thì vỏ viền còn đẹp, ngoại hình còn đẹp. Đây A20 cũng giống như con số 4 hồi nãy, con này cũng là A20 nè mọi người. Con này thì chịu 1 triệu 350 thôi. Con này thì vỏ viền có phải có chày. Còn con này là máy đẹp keng nha, vỏ viền ngoại hình còn đẹp keng. Đó, giá là 1 triệu 450 ha. Đó. Số 27 nha. Máy đẹp keng, vỏ viền còn đẹp hết, tay si sạc nhanh tặng đầy đủ phụ kiện. Giá là 1 triệu 450 cho mọi người xài. Số 27. Rồi tiếp theo số 28 ha. Tiếp theo số 28 nè mọi người. 28 là một con Samsung A12. Samsung A12 con này là màu đen ha. RAM 4, bộ nhớ lên đến 128, 6,5 inch HD cộng, cam là 48 chấm. Chip con này là chip Helio G35, pin là 5000, sạc nhanh tay si sạc nhanh nè. Đó. Con này thì để lại cho mọi người giá thì chỉ có con này để lại bao nhiêu hợp lý ta? Samsung A12. Rồi con này mọi người lấy thì để lại cho mọi người 2 triệu mốt nha. 2 triệu mốt, RAM 4, bộ nhớ 128, ngoại hình vỏ viền còn đẹp, màn hình hiển thị đẹp ha. 2 triệu mốt nha. Đây. Pin rất là trâu nha mọi người. Con này pin tới 5000 tay si hỗ trợ sạc nhanh. 2 triệu mốt thôi, Samsung A12, tặng đầy đủ phụ kiện nha, số 28. Rồi số 29 nè mọi người. Poco X3 NFC, RAM 6, bộ nhớ 128, 6,67 inch full HD cộng. Được cái là chip ROG, chip Snapdragon nha, 732, pin là 5160. Cam là 64 chấm, con này thì mọi người lấy thì sẽ để lại cho mọi người 2 triệu rưỡi. Ok chưa? Ha, à, 2 triệu rưỡi mọi người xài, tay si hỗ trợ sạc nhanh nha, tặng đầy đủ phụ kiện. Poco X3, máy này là mua về màn hình, màn zin hiển thị đẹp nha, màn cực kỳ đẹp luôn, to, mua con này về chiến game là hơi bị ngon. 2 triệu rưỡi thôi mọi người, Poco NX3. Số 29. Số 30. Số 30 là con Xiaomi Redmi Note 11 nè mọi người. Đó, Redmi Note 11, RAM 4 cộng 1, bộ nhớ lên đến 128, full HD cộng nha, pin là 5000, tay si hỗ trợ sạc nhanh, chip Snapdragon là 6680, cam là 60, cam là 50 cho 50 chấm lận. Mọi người lấy con này thì để lại cho mọi người là 3 triệu mốt nha. 3 triệu mốt mọi người xài Redmi Note 11, tay si sạc nhanh, máy đẹp keng nha mọi người, vỏ viền còn cực kỳ đẹp luôn ha. Máy đẹp 98.99%, máy thu lại tôi người dùng nha, màn zin. Đây màn zin hiển thị cực đẹp. Máy dòng này thì mọi người mua về chiến game thì thôi bao ngon nha. 3 triệu mốt một cây thôi. Xiaomi Redmi Note 11 nha. 31, 32. 31 và 32 giống nhau, đều là 7 led và đều là bản 128GB và đều là pin thay mới, còn lại là zin hết, màn zin men zin ha. Màn zin men zin chỉ có pin là pin thay mới thôi mọi người, có hai màu. Có mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Ha, đang thanh lý cho mọi người là 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6 một cây, máy cực kỳ đẹp luôn, màn zin hết nha mọi người, full hết tất cả. Bản quốc tế, không dính tài khoản, không ai lao nha, máy sạch. Đó. 2 triệu 6 một cây, iPhone 7 LED nha, bản 128GB, tha hồ mà luôn. Mấy dòng này thì mua về Liên Quân hay là FIFA thì ngon ha. Rồi. Tiếp theo nè, 33 và 34. 33 và 34 là một con 8 LED, bản 64GB, máy quốc tế. Đó. Con này là pin 9X, pin 9X nhưng pin cũng rất là trâu luôn. Bằng giá cho anh em luôn, màu đen cũng vậy, màu đen thì pin thay mới, pin 100%, con này pin như 94-95% vậy mọi người. Nhưng mà con này màu gold thì nó vẫn đẹp nha. Đó, hai màu đen và màu gold, mọi người thích lấy màu nào thì lấy. 8 LED 64GB, máy zin full hết tất cả ha, 3 triệu 6 một cây. Đây màn hình nè. Đó, màn hình bao đẹp nha mọi người. Ha. Có hai màu, màu đen và màu gold, mọi người thích lấy màu nào thì lấy, như nhau thôi. 8 LED, bản quốc tế nha, không dính tài khoản, không ai lao, máy sạch. Số 35. 35 là một con Oppo A5 đời 2020, RAM 3, con này là bản RAM 3 thôi mọi người. RAM 3 bộ nhớ là 64, 6,5 inch HD cộng, chip Snapdragon là đầu 6 nha, 665, pin là 5000, cam là con này thì 12 chấm nha mọi người. Con này mọi người xem nè, ngoại hình vỏ viền còn hơi bị đẹp ha. Màn hình thì cũng rất là đẹp luôn, đang thanh lý cho mọi người giá chỉ có 1 triệu 7 một cây thôi nha.
1,7 triệu, màn hình to cực kỳ đẹp, màn zin nha, tai xi hỗ trợ sạc nhanh, tặng đầy đủ phụ kiện, giá 1,7 triệu thôi. Oppo A5 ha mọi người ha, số 35. Rồi số 36 nè. Số 36 là con VMAX Aris. VMAX Aris RAM 6 bộ nhớ 64 thôi. Con này là được cái là bản RAM 6 bộ nhớ 64 à. 6,39 inch Full HD cộng, được cái chip ROG, chip Snapdragon là đầu 7 luôn, 730. Pin là 4000, sạc Type C hỗ trợ sạc nhanh. Sạc nhanh lên đến 18W chứ nha. Vỏ viền thì ok, màn hình thì hiển thị đẹp. Đây. Màn hình thì hiển thị đẹp, máy full hết tất cả. Đó, mọi người thấy không? VMAX Aris RAM 4, bộ nhớ là 64, mọi người lấy con này thì để lại cho mọi người giá là 1,750 triệu ha. 1,750 triệu mọi người xài. Đó, ok, ngon lành cành đào nha mọi người. VMAX Aris. À, con này là bản RAM 6, mình RAM 6 bộ nhớ 64, mình cứ nghĩ là RAM 4. Con này là 1,8 triệu nha. Sorry mọi người. 1,8 triệu ha. VMAX Aris giá 1,8 triệu. Xài hơi bị đẹp luôn á. Cam kiếp chụp hình rất là nét. Số 37. 37 là một con iPad nè. Ha, iPad E2 nha mọi người. Con này là bản xài được 4G nha. iPad E2 xài được 4G luôn, màn hình ok. Ha, ngon lành cành đào. Full hết tất cả. Con này thì mình đây, máy thì con này thì ok hết. Tài khoản thì mọi người lấy thì mình sẽ đăng xuất cái tài khoản ra. Đây, màn hình thì hiển thị cực đẹp. Mua mấy con này về hát karaoke. Đây, đó, thấy chưa? Mấy con này là mua về hát karaoke là bao đẹp màn hình nè. Màn hình cực kỳ to luôn nè. Ha, đó, đây. Ngon lành cành đào nha mọi người. Thấy chưa? Rồi, con này thì bản hình như là được cái là bản 64GB luôn hay sao á. iPad E2 bản, đây mình xem đây nè. Đây, iPad A2 nha mọi người. iPad A2 đó ha. Bản con này là bản 64GB. Đây. Đó, bản 64GB. Nha. Và dùng được 4G luôn, có nghĩa là mọi người đi xa thì mọi người gắn cái SIM 4G, khe SIM được 4G đây nè mọi người. Nha, sử dụng được ngon lành cành đào. Con iPad A2 này thì mọi người lấy thì để lại cho mọi người giá là 2,8 triệu. 2,8 triệu cho mọi người xài nha. Máy ok, ngon lành cành đào. Tặng cho mọi người một bộ sạc nha. Bộ sạc là bộ sạc của iPad đàng hoàng. Máy hơi bị đẹp á. Mấy con đó thì mua về pin rất là trâu. Mua về hát karaoke này nọ là bao ngon rồi ha. Rồi tiếp theo là số 38 nè. Là một con Samsung Tab S2. Samsung Tab S2 hay còn gọi là T1819i. RAM 3 nha. Máy tính bản mà RAM 3 bộ nhớ 32 là hơi bị cao á. Màn hình thì hơi bị đẹp. Super AMOLED chip. Con này là Exynos 5433. Pin là 5870 mọi người, màn đẹp nè nha, màn hình Super AMOLED thì bao ngon rồi. Mua mấy này về hát karaoke, TikTok, nói chung hát karaoke là ngon nhất đó. Hay là mọi người, hoặc là mấy cô chú mà lớn lớn tuổi á, mua con này về đọc báo xem phim đó, hơi bị chắc. Vỏ thì có phải có chày nhưng mà không đáng kể nha mọi người đó. Bỏng lét luôn nè đó, mọi người xem mỏng, nhìn cực kỳ mỏng luôn, rất là nhỏ gọn, cầm rất là dễ ha, nói chung cũng rất là nhẹ. Con này thì mọi người lấy thì để lại cho mọi người giá có 1,8 triệu thôi nha. 1,8 triệu tặng cho một bộ sạc. Tặng cho một bộ sạc nha. Ngoại hình hơi bị đẹp. Thấy chưa? Cam chụp rất là nét nha. Máy này mua hoặc là mua về cho cái bé học online. Học online cũng rất là ngon luôn. Đó, 1,8 triệu. Rồi số 39 nè. Một iPad E1. Con này là iPad E1 và bản của nó là bản 16GB, máy quốc tế. Chỉ là, nhưng mà con này thì chỉ sử dụng được wifi thôi, không có sử dụng được 4G nha mọi người. Đó, có nghĩa là không có SIM gắn 4G, chỉ sử dụng wifi ha. Còn con số 38 này nè mọi người, gắn SIM vô nghe gọi được luôn nha. Gắn SIM vô dùng 4G nghe gọi được luôn ha. Đó. Con này thì nó bị lỗi nút home ở đây nè, bấm không được nè. Đó, thì mọi người bấm nút ở trên đây, mở màn hình ra thì bấm nút home ảo trên đây nè. Cái nút home ảo là lúc này màn hình chính đó. Ngon lành nha. Mua con này về mọi người hát karaoke cũng rất là ngon. Máy sạch, không dính tài khoản, không ai lao nha. YouTube nè. À, con này như mình chưa có kết nối wifi thì phải. À, đúng rồi, kết nối rồi mọi người. YouTube ngon lành cành đào nè. Biết mình kết nối wifi chưa? Rồi đây ha. Thấy chưa? Ngon lành nha. Mấy con này thì mọi người mua về hát karaoke cũng rất là ngon. Tại con này thì TT chưa có đăng nhập vô YouTube, phải cập nhật lại YouTube thì mới xem được nha mọi người. Máy thì ok hết á, mình đăng nhập, mình có nghĩa là con này thì mình đang đăng nhập bên phần Sarafi ha. Tại vì cái này là tài khoản cũ, mọi người lấy thì mình sẽ cho mọi người một cái tài khoản vô YouTube đỏ này xem bình thường nha.
giá có 1,5 triệu thôi, mua về hát karaoke bao ngon. Pin rất là trâu, mấy iPad này rất là trâu nha mọi người. Rồi thì giá con này thì để lại 1,5 triệu thôi, chứ view clip thì chỉ vậy thôi mọi người. Thì mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại trên đây nha, 0963 nè 595262 ha. Và mọi người mua con điện thoại gì cứ cho TT một cái tin nhắn nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người, bye bye.